Quang Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay vườn mình có nở một dòng brass. Loại này là loại sưu tầm mặt hoa rất là đẹp, cho nên là mình quay lên để chia sẻ cùng với các bạn. Nó có tên là Vertinara macrugum. Loại này thì nó đổi màu các bạn, bây giờ nó mới nở thì các bạn thấy là nó màu cam, nhưng mà sau đó từ từ cái lưỡi và cái cánh và cái đài của nó sẽ toàn bộ chuyển sang màu vàng hết. Các bạn thấy cái lưỡi của nó vàng, cánh nó màu cam, nhưng mà từ từ cái cánh cam nó sẽ chuyển sang vàng luôn. Sau đó thì cái bông nó sẽ là màu vàng chấm đỏ. Đây là một dòng sưu tầm các bạn, giá bán hiện giờ của nó là 100.000 một lá. Thì hiện bây giờ là dòng bò rá thì có khoảng là 20 loài, nhưng mà hiện bây giờ thì người ta đã lai ra được rất là nhiều loại, và tên của nó là Brassavola, nhưng mà ở Việt Nam thì mình hay gọi là bò rá cho dễ đọc. Loại này thì rất là dễ trồng, dễ hoa, phát triển tốt, phát triển nhanh. Một số loại thì nó sẽ có nguyên thơm và có nguyên thơm về đêm. Brassavola nó chịu ánh sáng là khoảng 70% các bạn. Nó rất là ưa nhiệt độ ấm và nó thường ra hoa nhiều hơn là vào mùa hè. Cho nên là các bạn cần tưới nhiều nước, nhưng mà cần đảm bảo khô nhanh. Và khi trồng thì chúng ta nên chọn các giá rẻ như cục gỗ, cục quả thông cho cây để thích hợp, và có thể là trồng để ghép cọng. Và khi mà sau khi cây ra hoa thì cây cần nước, và cái loại bò rác này lá của nó hình ống, cho nên nó tích nước và nhiều tốt hơn các loại rác khác. Thì sau đây mình vừa giới thiệu với các bạn một số đặc tính của hoa lan bò rác, và mình vừa giới thiệu với các bạn là một sưu tầm có tên hiển thị trên màn hình, nhưng các bạn và giá bán hiện giờ là số điện thoại bên mình là 0983846804, địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở quận 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Cô Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.